Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện này nhé. Vào một buổi sáng, bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ đã ùa ra đón bác. Em nào cũng muốn đến thật gần bác để nhìn bác cho rõ. Bác dắt tay hai em nhỏ đi giữa đám trẻ, mắt bác như sáng hơn, vẻ mặt bác như hồng hào hơn. Bác cùng các em vào phòng họp, rồi đi xem phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, chỗ tắm rửa. Khi trở lại phòng họp, bác ngồi giữa các em nhỏ. Bác hỏi, các cháu chơi có vui không? Những tiếng trả lời non nớt đầy tình thân mến vang lên. Thưa bác, vui lắm ạ. Bác lại hỏi, các cháu ăn có no không? No ạ. Các cô có mắng có phạt các cháu không? Không ạ. Bác khen, thế thì tốt lắm. Bây giờ bác chia kẹo cho các cháu, các cháu có thích kẹo không? Các cháu đồng thanh trả lời, có ạ, có ạ. Một em bé gái giơ tay xin nói, thưa bác, ai ngoan thì mới được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn ạ. Bác hỏi, các cháu có đồng ý không? Đồng ý ạ, đồng ý ạ. Các cháu đứng thành vòng rộng, bác cầm gói kẹo đi chia khắp lượt, tự tay đưa kẹo cho mỗi em. Đến lượt Tộ, khi bác đưa kẹo thì Tộ không đưa tay ra nhận. Tộ khẽ nói với bác, thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, cháu không ngoan, không được ăn kẹo của bác ạ. Một nụ cười trìu mến nở trên môi của bác Hồ. Bác xoa đầu đứa cháu nhỏ dũng cảm. Bác khen, cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm đấy. Cháu vẫn được phần kẹo như các cháu khác. Tộ mừng rơn, vui vẻ cầm lấy kẹo của bác cho. Bây giờ chúng mình cùng nhau lắng nghe câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng một lần nữa nhé. Vào một buổi sáng, bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy bác, các em nhỏ đã ùa ra đón bác. Em nào cũng muốn đến thật gần bác để nhìn bác cho rõ. Bác dắt tay hai em nhỏ đi giữa đám trẻ, mắt bác như sáng hơn, vẻ mặt bác như hồng hào hơn. Bác cùng các em vào phòng họp, rồi đi xem phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, chỗ tắm rửa. Khi trở lại phòng họp, bác ngồi giữa các em nhỏ. Bác hỏi, các cháu chơi có vui không? Những tiếng trả lời non nớt đầy tình thân mến vang lên. Thưa bác, vui lắm ạ. Bác lại hỏi, các cháu ăn có no không? No ạ. Các cô có mắng có phạt các cháu không? Không ạ. Bác khen, thế thì tốt lắm. Bây giờ bác chia kẹo cho các cháu có thích kẹo không? Các cháu đồng thanh trả lời, có ạ, có ạ. Một em bé gái giơ tay xin nói, thưa bác, ai ngoan thì mới được ăn kẹo, ai không ngoan thì không được ăn ạ. Bác hỏi, các cháu có đồng ý không? Đồng ý ạ, đồng ý ạ. Các cháu đứng thành vòng rộng, bác cầm gói kẹo đi chia khắp lượt, tự tay đưa kẹo cho mỗi em. Đến lượt Tộ, khi bác đưa kẹo thì Tộ không đưa tay ra nhận. Tộ khẽ nói với bác, thưa bác, hôm nay cháu không vâng lời cô, cháu không ngoan, không được ăn kẹo của bác ạ. Một nụ cười trìu mến nở trên môi của bác Hồ. Bác xoa đầu đứa cháu nhỏ dũng cảm. Bác khen, cháu biết nhận lỗi, thế là ngoan lắm đấy. Cháu vẫn được phần kẹo như các cháu khác. Tộ mừng rơn, vui vẻ cầm lấy kẹo của bác cho. Vậy là câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng đến đây là hết rồi. Các bé ơi, trong câu chuyện, bạn Tộ là một bạn nhỏ rất dũng cảm. Khi mắc lỗi, bạn ấy đã biết tự nhận lỗi. Chúng mình hãy cùng noi gương bạn Tộ. Khi mắc lỗi, cũng phải biết tự nhận lỗi. Thế thì mới là em bé ngoan, đáng được khen và được thưởng giống bạn Tộ trong câu chuyện các bé nhé. Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.